Không ai có thể cãi được rằng cái tên MCU đang thống trị thế giới màn ảnh rộng. Tuy nhiên, gần đây Marvel cũng đã dần lấn sân sang truyền hình trực tuyến. Và kết quả là chúng ta có Netflix Marvel, ABC Marvel và Hulu Marvel với sản phẩm đầu tiên là Runaways. Xin chào, tôi là Summarize và hôm nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu các Runaways là những ai nhé. Đến với Marvel Comics, chúng ta có những nhóm như là X-Men, tập hợp của các Mutants có sức mạnh đặc biệt, Avengers, tập hợp của những siêu anh hùng với sức mạnh đặc biệt. Nhưng chúng ta chưa bao giờ có một nhóm như các Runaways, tập hợp của những đứa trẻ tuổi teen có sức mạnh đặc biệt, chạy trốn bố mẹ bởi vì bố mẹ của chúng là những siêu tội phạm với sức mạnh đặc biệt. Câu chuyện bắt đầu với nhà Wilder, con trai của gia đình này là Alex Wilder, một siêu thiên tài và có khả năng tính toán siêu nhanh và là một bậc thầy chiến thuật. Nhà cậu là một gia đình cực kỳ giàu có và bố mẹ cậu có nhiều người bạn cũng giàu có không kém. Hàng năm, gia đình thường hay tổ chức một buổi gặp mặt làm từ thiện cho địa phương và đây là dịp mà Alex gặp những người bạn của mình: Nico Minoru, Carolina Dean, Molly Hayes, Chase Stein và Gertrude Jobs. Mọi thứ sẽ khá là bình thường và như mọi năm, nó sẽ kết thúc khi trời lại sáng. Nhưng năm nay lại khác, mọi trẻ con hiếu động muốn biết bố mẹ mình ở trong bàn họp làm việc như thế nào và tại sao năm nào cũng cấm mọi trẻ con đến gần. Kết quả là chúng khám phá ra một cuộc họp không phải là một cuộc họp từ thiện mà cũng không phải là chuyện từ thiện đặc biệt gì cả. Bố mẹ chúng đồng thời cũng không phải là bố mẹ bình thường. Bố mẹ của chúng, những tên giàu có, đều là thành phần của tổ chức tội phạm đang thống trị toàn bộ Los Angeles có tên là The Pride. Tất nhiên, vì đây là comics, bố mẹ chúng cũng là những người có sức mạnh đặc biệt. Chưa hết, cuộc gặp mặt này thực chất là một vụ giết người trá hình khi các vị phụ huynh đem một vật tế vào giữa bàn họp và thả nhiên chọc tiết người ta để tiến cho các vị thần cổ đại của The Pride. Bọn trẻ con lúc đó đứng trên lầu và bọn chúng đều có một phản ứng mà ai trong chúng ta cũng biết trong một trường hợp này, đó là chạy đi. Tất nhiên, họ là những người phụ huynh có trách nhiệm, họ sẽ đem con cái của mình về rồi. Nhưng mà họ là những tội phạm có siêu năng lực nên là việc quản lý lũ trẻ con phải thú vị hơn những người khác. Thú vị thế nào á? Họ báo cảnh sát và đổ tội giết người cho đứa trẻ. Và đó là nguồn gốc của các Runaways, những đứa trẻ chạy trốn khỏi bố mẹ. Vậy các Runaways có năng lực gì? Alex Wilder là siêu thiên tài và là một bậc thầy chiến thuật. Nico Minoru là con gái của một thầy phù thủy và cũng là một phù thủy vận dụng pháp thuật ác ám. Carolina Dean là một người ngoài hành tinh có khả năng vận dụng ánh sáng mặt trời để làm đủ thứ như là bay này, giải phóng năng lượng từ bàn tay này, bắn laser này, hấp thụ ánh sáng này và nhiều nữa. Molly Hayes là con gái ruột của một Mutant có khả năng ngoại cảm nhưng lại không thừa hưởng khả năng này mà lại có một khả năng là siêu cường và gần như là bất khả xâm phạm về thể chất. Jay Stein không có năng lực đặc biệt nào nhưng lại ăn cắp được đôi găng tay điều khiển lửa của bố. Gertrude Jokes là con gái của một tội phạm xuyên thời gian và có khả năng liên kết ý thức với một con khủng long có tên là Old Lace. Một con khủng long đấy. Runaways là một đầu truyện cực hay của Marvel, tập trung vào vấn đề đa sắc tộc và sự phát triển tâm lý của lớp trẻ và đặc biệt là quan hệ giữa phụ huynh và trẻ nhỏ. Sắp tới, Hulu sẽ phát sóng truyền hình này và để tìm hiểu thêm về các thanh niên này, đây là một dịp không tồi để bắt đầu. Câu chuyện của Runaways cực kỳ hay. Tôi xin nhắc lại là các bác hãy xem từ đầu đến cuối để thấy một cái plot twist cực thú vị nhé. Như mọi khi, mọi thắc mắc và góp ý đều có thể comment bên dưới và tôi sẽ đọc hết các comment của các bác. Đồng thời, nếu các bác có muốn tìm hiểu thêm về Runaways hay là về comics, hãy vào trang Spy Room của tôi để tìm hiểu và đừng quên subscribe và like cho fan phim. Và cuối cùng, xin chào và hẹn gặp lại trong các tập tới. Summarize xin chào. Peace.